Lời Chúa trong sách Samuel đoạn thứ 2. Hồi đó, toàn thể các chi tộc Israel đến gặp ông David tại Hebron và thưa: Chúng tôi đây là chúc nhật của Ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Saul làm vua cai trị chúng tôi, chính Ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với Ngài: Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel, dân ta. Chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp ông tại Hebron. Ông David lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Đức Chúa, rồi họ sắp dầu tấn phong David làm vua Israel. Ông David được 30 tuổi khi lên làm vua và trị vì 40 năm. Tại Hebron, vua cai trị vì Juda 7 năm 6 tháng. Tại Jerusalem, vua trị vì toàn thể Israel và Juda 33 năm. Vua và người của vua tiến về Jerusalem đánh người Sa-bút là dân bản xứ. Chúng nói với vua David: Ông sẽ không vào đây được, vì người mù, người què sẽ đẩy lui ông. Nghĩa là ông David sẽ không vào đây được. Vua David đã chiếm được đồn ỷ Sion, đó là thành vua David. Vua David ngày càng mạnh thế, và Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh ở với vua. Đó là lời Chúa. Thank you.
Sự thật đó là Chúa yêu thương chúng ta. Sự thật là Chúa muốn cứu độ chúng ta. Sự thật là Chúa muốn cho chúng ta được kết hợp với bản chất của Thiên Chúa, món quà của Thiên Chúa. Đó là sự thật. Và chúng ta từ chối sự thật đó như những người ghét đã ghét Chúa xuống đây. Và chúng ta từ chối sự thật đó thì làm sao thể người ta được mọi tội phạm từ dù có nhiều đi nữa, nhưng mà phản ứng thánh thần thì chẳng được đời nào được tha của mắc tội đời đời. Vì chúng ta đi ngược với sự thật đó, có nghĩa rằng đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta được mời gọi tìm kiếm sự thật, là cái sự thật mà Chúa Giêsu muốn cứu độ chúng ta, cái sự thật là Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đó. Và sự thật là Thiên Chúa muốn nhắc cho chúng ta được cái gì của bản thân của Thiên Chúa. Thì giờ chúng ta nếu không phạm đến Chúa Thánh Thần là cái gì, là chúng ta khép lại, chúng ta khép cái cửa mình lại, chúng ta khép cái cánh cửa tâm hồn của mình lại trước tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa, mà chúng ta đóng lại, chúng ta khép lại và chống lại sự thật, chống lại tình yêu của Thiên Chúa, chống lại cái ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì sao có thể được tha được. Anh chị thân mến, chúng ta trong tuần cầu nguyện thế sự hiện nhất, và một lần nữa chúng ta thiết tha cầu xin Chúa để chúng ta mở lòng chúng ta, để chúng ta đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, đón nhận ơn tha thứ của Chúa, đón nhận cái sự thật là Chúa yêu thương chúng ta, và để chúng ta sống trong cái sự thật đó, sống trong tình yêu mà Chúa Giêsu đã ban đó, để rồi qua Chúa Giêsu Kitô nói với Thánh Phêrô, chúng ta được hiệp thông với bản tính của Thiên Chúa. Cho món bông nào ngàn hương thơm.
đô.